Xin chào các bạn, mình là Huy đến từ NiceLine. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ thử cùng nhau thiết kế hữu hình ảnh trong poster Mắt Biếc, một bộ phim Việt Nam sắp được công chiếu trong tháng 12 này. Đầu tiên, mình sẽ nhấn chuột phải vào vùng trống và chọn Format Background. Chúng ta chọn Picture, rồi chọn File để lồng ảnh vào trong nền của slide. Sau đó, mình sẽ vào Insert, chọn Picture và đưa hình ảnh cô gái vào trong slide. Trong thẻ Format, mình sẽ chọn Remove Background để tách nền cô gái này ra khỏi nền xám. Bạn sẽ kéo điểm chọn màu trắng sao cho khung ba chọn được cô gái, phối hợp với dùng dấu cộng và dấu trừ để chỉnh sửa những điểm chưa phù hợp. Sau đó bạn chọn Keep Change để lưu kết quả. Sau đó mình sẽ dùng thêm công cụ Crop để chỉ giữ lại phần nửa trên của cô gái. Tiếp theo, mình sẽ thay đổi kích thước và chỉnh lại vị trí cho phù hợp. Để phần bị cắt phía dưới trở nên mềm mại hơn, mình sẽ vào Insert và vẽ một hình tròn che đi phần bị cắt. Sau đó mình sẽ chỉnh lại kích thước và vị trí của hình tròn cho phù hợp. Mình sẽ vào phần chỉnh nền và chọn chế độ Slide Background Fill. Hình tròn lúc này sẽ được tô giống hệt phần nền ảnh của slide ở đúng vị trí mà hình tròn đã được đặt. Mình sẽ vào phần chỉnh hiệu ứng và làm mềm cạnh của hình tròn ở phần Soft Edge. Sau đó mình sẽ chỉnh lại kích thước và vị trí của hình tròn cho phù hợp. Tuy nhiên, tính năng này có nhược điểm đó là cả bốn cạnh đều sẽ bị mềm đi, khiến cho phần bên trái của ảnh bị hở. Vì vậy, mình sẽ vẽ thêm một hình chữ nhật tiếp tục để chế độ Slide Background Fill. Chúng ta sẽ tiếp tục làm mềm cạnh của hình chữ nhật này ở mức độ rất ít, đủ để che được phần hở của ảnh. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh lại hình khối ban đầu cho phù hợp. Cuối cùng, để nhân vật có sự hài hòa với cả nền ảnh và tạo cảm giác có ánh nắng phủ lên, mình sẽ chọn ảnh rồi vào Shadow, chọn loại bóng tỏa ra từ tâm của vật thể. Chúng ta sẽ vào phần tô màu bóng và lấy màu ở nơi có ánh nắng ở trên ảnh. Chúng ta sẽ tăng thông số blur để ánh nắng được phủ trên cô gái này nhiều hơn. Và đây chính là kết quả của chúng ta. Với sức mạnh của PowerPoint hiện tại, bạn hoàn toàn có thể thiết kế những ấn phẩm không thua kém bất kỳ phần mềm nào khác. Chúc bạn thành công và hẹn gặp bạn tại NiceLine.